Xin chào các bạn, trên tay mình đang là bộ kit của động cơ Stirling phiên bản mới nhất hiện nay. Cái động cơ này đọc đau cả mồm rồi, động cơ nhiệt đốt ngoài nhé, động cơ Stirling. Cái này giá của nó khá đắt. Sản phẩm này liên kết mình trong mô tả video này, các bạn truy cập vào đấy, giá của nó 73 đô này, khá đắt. Sản phẩm này nó miễn phí vận chuyển đến Việt Nam này, giá của nó khoảng 1,6 triệu tiền Việt lận. Các bạn đam mê và thích sưu tập có thể mua nó. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra. Cái này là cái hộp cái xốp đỡ thôi. Tất cả bộ trên bàn mình đây, gồm một đế này, một động cơ Stirling này. Cái này là phiên bản mới nhất, hiện đại nhất hiện nay, siêu nhỏ nữa. Cả một bộ này, giá của nó là khoảng 73 đô, khoảng 1,6 triệu. Cái này, những ai đam mê và thích sưu tầm, còn bình thường thì chúng ta không nên mua cái này, cũng khá tốn kém. Nó có một chiếc đèn cồn siêu nhỏ này, một đầu đạn này, một cánh quạt, một chiếc tu vi, và bốn con ốc này. Bây giờ chúng ta sẽ gắn vào đây, mình sẽ test thử. Ở dưới này nó có hai con ốc này, chúng ta sẽ vít vào đây như vậy. Cái bộ này để nghiên cứu học tập này và để trưng bày. Các bạn đam mê có thể sưu tập nó.